Xin chào các bạn, ở trước mặt mình đang là cục sạc nhanh 45W của Samsung và dành riêng cho cái chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus. Nó giúp cái chiếc máy này sạc đầy cái viên pin 4300mAh chỉ trong vòng chưa tới 1 tiếng đồng hồ. Vậy thì công nghệ này nó hoạt động như thế nào, cũng như là cục sạc này nó khác gì so với lại cục sạc của Samsung, cũng như là những cái cục sạc của những hãng khác. Trong clip này mình sẽ chia sẻ với các bạn. Đầu tiên mình sẽ nói về cái cục sạc này trước. Thì đây là cái hộp của cái cục sạc này. Mình mua với giá là 990.000 và nó hơi bất ngờ một chỗ là nó khá là rẻ hơn so với lại mức giá 50 đô mà Samsung đã set để bán ra tại Mỹ. Ở bên trong á thì chúng ta sẽ có một cái củ sạc và một cái sợi cáp USB-C hai đầu đi kèm. Ra thì nó cực kỳ đặc biệt và nó khác rất là nhiều so với lại cái cục sạc 25W cũng như là cái sợi cáp USB hai đầu C mà Samsung họ bán kèm với lại cái chiếc Note 10 Plus. Thì cái điểm đầu tiên mà chúng ta có thể thấy chính là cái cục sạc 45W này á, nó có kích thước to và nặng hơn khá là nhiều so với lại cái cục sạc 25W đi kèm ở bên trong của chiếc Note 10 Plus. Và ở bên ngoài nó cũng ghi là Super Fast Charging, và cục sạc này cũng vậy với cái biểu tượng sấm sét đó. Thì đây là cục sạc 25W và đây là 45W. Thì bên cạnh cái việc mà to và nặng ra thì ở đây nó cũng sẽ thêm những cái dòng thông tin. Ví dụ như là chúng ta sẽ có cái nguồn điện ra BDO là 5V 3A, 9V 3A, 15V 3A hoặc là 20V 225A. Tuy nhiên nó đặc biệt ở chỗ là bên dưới sẽ có thêm một cái dòng là PVS với mức điện ra là 3.3, 11V, 4.0A hoặc là 3.3, 16V, 2.8A, 3.3A, 21V hoặc là 2.1A, v.v. Và PVS cũng chính là cái điểm cực kỳ đặc biệt, nó giúp cho cái cục sạc này đã có thể sạc được cho cái chiếc Note 10 Plus với cái tốc độ nhanh như vậy và có những cái điểm tốt hơn so với lại cái cục sạc đi kèm với nó. Và đây là cái sợi cáp hai đầu USB-C. Thì thật á, thì so với lại cái sợi cáp đi kèm ở trong cái chiếc Note 10 Plus á, thì cái sợi cáp mà đi theo cái củ sạc này á, nó cái sợi dây nó cũng to và nó dày hơn khá là nhiều, và nó cũng nặng hơn và nó cũng được làm to và chắc chắn hơn khá là nhiều so với lại sợi cáp kia. Thì đây cũng là một cái sợi cáp cực kỳ đặc biệt, chứ không chỉ đơn thuần chỉ là sạc điện thôi, giống như là cái sợi cáp này. Thì như các bạn có thể biết thì hiện tại thì chúng ta có một công nghệ sạc là Power Delivery, viết tắt là PD, với chuẩn sạc chung đâu đó là khoảng 100W. Bên cạnh đó thì mỗi hãng điện thoại từ lâu rồi họ đã có rất là nhiều những cái công nghệ sạc do họ tự phát triển nên. Thí dụ như là Oppo thì họ có Super VOC với công suất ra lên tới 50W, hay là Huawei thì họ có Super Charge với công suất ra lên tới 40W, hoặc là gần đây thì OnePlus họ cũng có Drop Charge với công suất ra được tới 30W. Và cái giải pháp lần này khi mà Samsung họ giới thiệu Note 10 Plus, họ giới thiệu với cái công suất sạc là 45W và họ gọi đó là Adaptive Charge. Và thực ra theo mình tìm hiểu thì cái công nghệ sạc mà Samsung họ gọi là Adaptive Charge này á, nó được phát triển dựa trên PD, và cụ thể thì đó chính là một cái nhánh của cái công nghệ sạc PD, và nó được gọi là PPS. Đó cũng là cái dòng chữ mà họ ghi rõ trên cái cục sạc của Samsung. Thì PPS là viết tắt của Programmable Power Supply. Thì bản chất cái công nghệ PPS này nó hoạt động như thế nào? Các nhà phát triển cho biết là cái bản chất của PPS nó được phát triển dựa trên PD. Tuy nhiên thì có một cái điểm đặc biệt là thay vì nó fix ở một cái mức volt hoặc là ampere như là PD thuần túy, thì nó sẽ liên tục tăng volt lên và giảm A xuống trong quá trình mà sạc cho một cái viên pin từ cạn lên tới đầy. Cái việc làm này á, nó sẽ giúp cho cái lượng nhiệt được sinh ra trên cái máy cũng như là trên cục sạc á, nó được giảm đi đáng kể. Từ đó thì cái lượng năng lượng nó bị thất thoát đi, nó sẽ giảm đi. Và cuối cùng cái lượng điện mà truyền từ cục sạc sang tới máy á, nó sẽ được tối ưu hơn. Từ đó thì thời gian sạc á, nó cũng sẽ được cải thiện hơn khá là nhiều. Đó là những gì mà cục sạc 45W của Samsung bán với giá 50 đô dành riêng cho chiếc Note 10 Plus để giúp cho cái chiếc máy này có thể sạc đầy một cái viên pin 4300mAh trong thời gian chỉ chưa tới 1 tiếng đồng hồ thôi. Và mình thử sạc á, thì khi ở mức độ cạn pin lên tới đầy pin thì máy nó sẽ báo là đâu đó khoảng chừng 50 cho tới 55 phút thôi. Thật sự là một cái con số cực kỳ ấn tượng so với lại một chiếc điện thoại cũng như là một cái cục sạc dành cho điện thoại. Tất nhiên là chúng ta sẽ không chấp tới những cái cục sạc 65W, 87W, 100W dành cho những chiếc laptop rồi, bởi vì đó là một câu chuyện khác nữa. Câu hỏi đặt ra ở đây là nếu không dùng cái cục sạc của Samsung 45W này thì liệu chúng ta có thể tìm được một cái cục sạc khác cùng bên thứ ba có thể sạc được cho cái chiếc Note 10 Plus với cái tốc độ sạc tương tự như vậy không? Câu trả lời của mình là có, và nó phải thỏa mãn hai yếu tố là cục sạc và sợi cáp. Đầu tiên là cục sạc đó phải là một cái cục sạc
hỗ trợ chuẩn BBS và tất nhiên rồi nó là một sạc Power Delivery. Và hiện tại thì trên thị trường khá là ít những cái hãng nổi tiếng làm những cục sạc này. May mắn là mình cũng đã tìm được một cái cục sạc tương tự như vậy được bán trên thị trường. Và mức giá của nó thì cũng ở tầm trung, có nghĩa là không quá mắc cũng không phải là quá rẻ. Mình nghĩ là cục sạc thì không phải là vấn đề rất là lớn. Tuy nhiên thì vấn đề ở đây chính là sợi cáp. Như mình đã nói lúc đầu thì cái sợi cáp đi kèm với lại cái củ sạc của Samsung là sợi cáp đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ là cái sợi cáp để có thể làm được cái tốc độ cao như vậy nó phải thỏa mãn hai điều kiện. Cái thứ nhất đó là sợi cáp này phải đủ khả năng để có thể truyền được một cái dòng điện trên 3A. Và vậy thì sợi cáp nào sẽ có thể làm được chuyện đó? Sẽ có hai trường hợp ở đây. Nếu mà bạn nào có một cái sợi cáp Thunderbolt 3 hoặc là nó cụ thể hơn là một cái sợi cáp USB 3.1 Gen 2 thì chắc chắn sợi cáp đó nó sẽ có khả năng hỗ trợ cái sạc lên tới 45W cho chiếc Note 10 Plus. Lý do tại sao? Vì ở bên trong cái sợi cáp USB 3.1 Gen 2 đó chắc chắn sẽ có một cái con chip được gọi là eMax. Đó là một con chip giúp điều chỉnh dòng điện thông minh. Ngoài ra, nếu mà một cái sợi cáp USB-C thông thường và nó không có Thunderbolt 3 thì vẫn có khả năng nó có thể hỗ trợ được cái chuẩn sạc nhanh này, miễn là nó có con chip eMax. Và dấu hiệu nhận biết nó là gì? Đó là những sợi cáp mà có khả năng hỗ trợ sạc lên tới 60W hay thậm chí 100W. Thí dụ như là sợi cáp sạc cho iPad Pro hoặc là sợi cáp sạc cho MacBook Pro chẳng hạn. Đó là những sợi cáp mà nó có thể hỗ trợ sạc với cái dòng điện từ 3A trở lên. Chắc chắn nó sẽ có con chip đó và nó cũng sẽ hoạt động với lại cái củ sạc này hoặc là cái củ sạc này. Miễn là có BBS và có eMax thì chắc chắn nó sẽ sạc được với tốc độ nhanh 45W cho chiếc Note 10 Plus. Trời, các bạn là vậy. Đó cũng là những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn về cái cục sạc 45W của Samsung, cũng như là cái sợi cáp đi kèm, cũng như là cái công nghệ mà nó hoạt động. Những cái thông tin chi tiết hơn về quá trình mình sạc hay là về quá trình mình test thử thì đây có thể là tham khảo thêm trong cái link bên dưới. Còn bây giờ thì mình là Minh Đức, tinh tế.vn. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau.